Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum. Nay em lên cho mọi người một lô pin nhé. Đấy, đây là một lô pin Black Decker và Heat. Đấy, đây là pin của Heat này và Black Decker này. Đấy, thì tất cả đây thì là pin, đây là có 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cục Black Decker các bác nhá. Đấy, 8 cục Black Decker áp đều. Đấy, áp đẹp từ 17 đến 18,9V bác nhá. Từ 17 đến 18,9V này. Nói chung là những cục này thì ok hết này, sống hết các bác nhá. Sống ok hết 1.5. Thì đây là có 8 cục này. Đấy, 8 cục các bác nhá. Tất cả bên trong đều là seal hãng LG. Với lại em thấy là có seal LG với lại seal Samsung các bác nhá. Đấy. Bên đây là 3 cục hit mới tinh, chưa dùng các bác nhá. 3 cục hit mới tinh. Đấy, 1.5 hết các bác nhá. Đây có cục 2A này. Đấy. Có một cục 2A các bác nhá. Có một cục 2A này. Và một cục Black Decker, cục này thì bị mất áp này, cục này bị mất áp này. Đấy, thì lô này tổng 12 cục pin nha các bác nhá. Đấy, thì 11 cục còn áp. Em bán cho bác 1,2 triệu lô này nhá. 1,2 triệu lô này, tính ra là 100.000 một con. Đấy, tính ra 100.000 một con mà trong đây thì các bác lấy được 60 cell pin. Đấy, 60 cell pin thì em cứ trừ đi chết 10 cell đi, lấy được 50 cell pin. Tính ra vẫn rất rẻ các bác nhá, rất rẻ, chỉ có mười mấy nghìn một xeo thôi mà các bác lại còn lời cả vỏ cả mạch này. Cả vỏ cả mạch Black Decker này các bác này, vỏ mạch Black Decker này thì bán rẻ trên Shopee cũng đã là 70.000 rồi. Đấy, cũng là 70.000 vỏ mạch rồi. Thì các bác lại còn lời thêm vỏ mạch nữa thôi. Đấy, cả đống này em bán 1,2 triệu, bác nào lấy alo nhá. Đấy.